Anh dễ giải lá thích là chiều ai chiều anh chết rồi em. Dạ em tên Thảo. Thảo. Dạ năm nay em 29 tuổi. Thiệt 29 không á? Chứ chị nghĩ em nhiêu? Bốn mấy hay là hăm mấy? Trời ơi 29 gì mà giống như 19 vậy? Chị khi em nó hơi lố đó. Có nhiều người khi em cũng trẻ khoảng 22 thì có chứ mười mấy thì nó hơi lố. Thấy em cũng hơi lố rồi đó. Mà hiện giờ Thảo Thảo đang làm việc ở đâu? Dạ em đang làm việc ở công ty B&G. Công ty dạ. B&G. Mình làm cái nhiệm vụ công việc gì? Dạ em làm nhân viên phòng thí nghiệm. Chị mà chị biết B&G là công ty gì không? Bột giặt. Vậy em sợ anh lộn qua Vàng Bạc Phú Nhuận nên em phải nhắc trước á. Dạ. Em mà nói đố này mà em đố gặp cái anh Quyền Linh là em thua rồi. Dạ. Linh cái gì anh cũng rành hết trơn á, anh giỏi lắm. Dạ không, em cũng biết chị, em coi chương trình nhiều em thấy anh cũng tám dữ. Rồi mời bạn Nam lên đi anh. Lên trước nhất là chặt chém bên kia xong quay qua tôi nữa ha. Nhớ đi nha. Rồi chúc mừng bạn trai. Tên là gì? Dạ em tên Duyên. Em nay 30 tuổi. Tên Duyên hả? Dạ. Tên giống gái mà. À, tên giống gái làm nghề gì bạn? Dạ em làm bên thiết kế thi công hệ thống điện gọi tắt là đun dây điện. Tại sao thấy bạn lại đẹp trai thế này cũng phong độ này mà chưa có bạn gái? Tại vì là lý do em ế là một xu thế của quốc tế, ế là một lợi thế để mình bàn mưu tính kế, mình xây dựng tình thế để khống chế tình yêu. Trời ơi trời. Rồi chúc mừng em. Em đã gặp được đối thủ. Bây giờ em ngon em chặt chém cái anh ngồi bên kia màn kìa. Chứ em đừng có chặt chém MC nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ chị em anh nói... ơi em nghe anh nói nguyên một cái câu đó, em cảm thấy em cũng lo ngại cho bản thân quá. Tại em không thấy cái gì là tình cảm thiệt là tình của anh tìm người tử tế chẳng hạn. Chứ giờ anh đi mua tính kế chắc em chết quá. Không sao đâu em, anh dễ giải lá thích là chiều ai kiều anh chết rồi em. Nãy giờ anh nói xong là em cứ nghe chữ kế là em thấy em rung lại bẫy rồi. Vậy á hả? Hiện tại giờ anh đang dùng nam nhân kế nè em. Anh thi triển danh Quyền Linh hả? Chứ em chưa thấy được cái nhan sắc của anh giờ sao ta? Cái nhan sắc của anh là gọi là chim sa cá lặn em ơi. Ông ấy hai đứa thò đầu qua coi mặt nhau luôn đi. Anh ơi, anh nói câu đó mà khán giả cười quá trời luôn, em nghĩ chắc ra nghiêng thùng đổ nước rồi. Nói thôi chứ anh thông báo em bên đây rung lắm. Tay chân quý quá trời ngồi nè. Nó ngồi bật nút ra luôn nè. Tôi nghe vô là làm thơ mà. Hồi đó vậy bạn yêu bao nhiêu người rồi bạn? Dạ hai người. Hai người, hai dạ. Người đó là... Một người thời đi học, còn một người thì đi làm rồi chị. Rồi tại sao chia tay? Người đi học thì sao? Người đi học thì bạn đó cũng dễ thương lắm nhưng mà tính hai người không có hợp. Người thứ hai là em rình Facebook người ta, em phát hiện người ta có bạn gái rồi cái em bỏ. Bạn quan điểm thế nào về tình yêu? Trong tình yêu là đừng có thẳng tính quá, thẳng tính là sai, giả này người ta mới thích. Gì nữa? Anh đang nói em đó chị ơi. Trời ơi. Chào. Sao mà cái mặt cái kiểu nói chuyện nãy giờ nó quớt nhau vậy? Tưởng tượng hình dung ra bên này nghe Hường là một cái anh chàng làm cho như là nó lớn tơn lớn ca lớn cất mà sao cuối cùng là thấy bảnh không chị? Bảnh. Bảnh. Ngước mặt lên tao nhìn cái gì mà cúi xuống dưới vậy? Em mắc cỡ chị. Chắc chết. Tại vì nhìn chị đẹp quá em mắc cỡ. Nữa thôi thì tập trung bên đây đi đừng quăng tôi nữa. Bài thơ nào hay nhất đọc nghe. Để đọc bài thơ nào khen sắc đẹp của tôi coi. Chị Tường hôm nay đẹp quá. Em hôn chị lên má. Hết rồi chị. Suy nghĩ rồi hết. Thua sư phụ. Trời ơi đứng đó ổng đẹp hôn thiệt nữa mệt nữa. Nghe không Cư? Hồi là làm thơ nữa đó. Kéo màn lên là làm thơ. Bây giờ hỏi là mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người của em là người đó là phải tiền thoáng mà nở hậu càng tốt. Em thì em không thích mấy người mà người phụ nữ thủy chung trước sau như một. Giống LCD với mình. Chết. Em nói bên kia nghe rõ chưa? Nghe. Em có thần tượng một người phụ nữ nào không? Có thể người yêu giống ai không? Đẹp hơn chị Cát Tường tí. Phải đẹp hơn chị Cát Tường hả? Dạ. Mẫu người nào em không thích? Ăn hàng rồi đi tắm. Đi nói xấu người khác. Nãy giờ bên kia có nói xấu bên đây chưa? Nãy giờ chém em dữ quá rồi. Ta chém thôi chứ ta có nói xấu hồi nào đâu. Còn bạn, cái mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào? Em thích cái người này, con trai họ phải hơi men một xíu. Men là cái tính thôi, nhiều khi có thể là cái hình thái là giống như là cư sinh nhưng đừng có da u thịt bắp lắm. Nhưng mà dạ nhưng mà bạn tính bạn men một chút và bạn cũng thẳng thắn. Nên nói với anh Quyền Linh á. Mẫu lý tưởng của em là giống như anh Quyền Linh. Gần giống đó, dạ. Trời ơi. Vậy bây giờ cái mẫu người nào là bạn không thích? Dạ mặt mà nó hơi ác ác với đểu đểu á. Là sao không thích đểu? Đểu nhưng mà nhiều khi cái mặt ta vậy nhưng mà người ta vẫn tốt đẹp trai là được rồi. Dạ thì em thích cái người có nụ cười hiền.
Còn mặt mà ép với đểu thì thường thường nó có cái phong cách sẵn rồi chị. Là nó toát lên luôn rồi. Vậy là anh Quyền Linh là cười hiền á hả? Anh Quyền Linh anh cũng thẳng tính. Cười nó thẳng tính không có thể nổi. Em thấy anh có đểu không? Dạ cũng giờ thì thấy hơi hơi rồi đó. Xa xa rồi. Xin lỗi anh. Anh làm em run quá em nói lộn á. Chứ em thích anh. Được không anh? Nhắm cặp này ổn không? Cá tính cũng ổn. Hai người này về lấy nhau về bảo đảm nhà vui lắm. Thôi cho kéo màn lên đi, cho hai bên nhìn nhau đi. Riêng mọi người 2 phút nhưng cặp này là 5 phút. Thôi làm thơ hết 4 phút. Rồi hai người nói chuyện lớn lên nha, bản lĩnh lên nha. Cô ta bản lĩnh lắm ha. Anh này cũng giống giống Quyền Linh, đẹp trai Quyền Linh. Chào em. Là, sao nhìn anh, dạ. Nhìn người này. Dạ em chào anh, không phải nhìn anh đó. Dạ. Chào em. Dạ em chào anh. Nhìn em rất là ngon. Búp. Trời ơi. Anh nói câu sao em cũng muốn ha. Bị ngọng rồi. Tại anh khen em kiểu đó em ngại quá. Thí dụ như anh khen em đẹp đi, hay trẻ gì đó là em thích hơn đó. Cho anh hỏi tí nha. Nhà cục cưng ở đâu? Dạ em có nhiều nhà lắm. À, nhà trọ hay nhà ở? Nhà nào cũng được em. Dạ vậy nhà trọ em ở đây anh. Quê em ở đâu lận? Dạ em ở Khánh Hòa. Em muốn gì hỏi anh không? Em muốn gì hỏi anh là em bây giờ em chỉ có muốn. Ý nói là anh muốn gì hỏi em á, nói ngược lại. Dạ anh muốn gì hỏi em thì anh cứ hỏi đi anh, không sao. Nãy giờ anh hỏi rồi, để nhiều khi anh lanh quá rồi em bị khớp nữa. Chắc đúng là cũng hơi khớp thiệt. Bạn anh hôm nay ai đi theo anh vậy? Anh có người thân đi theo, cái thằng anh ấy. Dạ, chào chú ạ. Chú là gì? Tôi là cậu của Duyên. Chú thấy hai người có hợp không chú? Thì cái tùy hai cháu thôi. Còn mình là chỉ bây giờ hồi xưa người ta nói cha mẹ đâu con ngồi đó, chứ bây giờ con nó đặt cha mẹ ngồi. Dạ cảm ơn chú ạ. Rồi chúng ta còn một phút nữa nói chuyện với nhau. Tí nữa nhớ bấm nút đỏ bình chọn cho anh được nha em. Thấy lộn like cho anh rồi. Anh câu like của em rồi anh có like cho em không? Có anh like 1000 like cho em luôn á. Trời ơi. Anh giờ. Rồi chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để chọn nút đỏ. 1 2 và 3. Thấy ổn không? Dạ cũng vui. Vui hả? Nắm tay nhau đi. Anh sẽ vì em làm cha từ bé em. Em thấy anh dễ thương không? Vui tính. Vậy thôi chứ tâm hồn yếu đuối lắm em. Hả? Em thấy tâm hồn em cũng yếu đuối nữa, vậy giờ ai lo cho em vậy? Hai người yếu hết trơn hả? Dạ. Cao kia lo đi.